Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đưa ra các lý do trong cùng một câu văn. Và sau video ngày hôm nay, mình hy vọng các bạn sẽ hiểu được cách giải thích một mệnh đề theo nhiều cách đa dạng khác nhau. Đối với một lời giải thích dài thì chúng ta thường dùng các cụm từ, ví dụ như là this is because hoặc là the main reason is that. Giả sử chúng ta có một ví dụ như sau. Một trong những nguyên nhân chính mà dẫn đến việc nóng lên toàn cầu đó là sự phụ thuộc của chúng ta vào năng lượng hóa thạch. Điều này là bởi vì, sau đó thì chúng ta đưa ra một lời giải thích. Lời giải thích của chúng ta có vẻ hơi dài dòng, vì vậy là mình đã tách riêng ra thành một câu mới. Tuy nhiên thì đối với một vài lời giải thích ngắn gọn thì chúng ta có thể dùng các cụm từ, ví dụ như là because, since hoặc là as. Và giả sử câu trả lời của chúng ta là một cụm chủ ngữ đi với một vị ngữ thì chúng ta sẽ dùng các từ như là because, since hoặc là as. Ở đây là chủ ngữ. Chủ ngữ của chúng ta đó là burning oil and coal và vị ngữ của chúng ta là emits. Như vậy, câu này của chúng ta có nội dung đó là sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch dẫn đến nóng lên toàn cầu bởi vì việc đốt dầu và củi thải ra khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên thì nếu các bạn muốn đưa ra lời giải thích bằng một cụm danh từ thôi thì chúng ta sẽ sử dụng các cụm từ ví dụ như là because of hoặc là due to. Ví dụ như là ở đây thì mình đã chuyển một cụm chủ ngữ vị ngữ thành một cụm danh từ. Và ở đây mình đã dùng một cụm danh từ đó là khí gây ra hiệu ứng nhà kính từ việc đốt than và củi, từ việc đốt dầu và củi. Như vậy câu này được dịch như sau: sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch dẫn đến nóng lên toàn cầu bởi vì khí gây ra hiệu ứng nhà kính được thải ra từ việc đốt dầu và than. Ở đây mình chuyển từ emit là động từ thành danh từ emission. Như vậy thì sau bài ngày hôm nay, mình hy vọng các bạn đã hiểu được sự khác biệt giữa từ because và because of. Because thì chúng ta thường đi với một cụm chủ ngữ cộng với một vị ngữ. Và because of thì chúng ta thường đi với một cụm danh từ. Và ở đây thì mình đã bổ sung thêm một số từ đồng nghĩa với từ because hoặc là because of để các bạn có thể đa dạng hóa cho một bài văn hoặc là cho một đoạn văn. Và đó là nội dung của bài ngày hôm nay. Mình hy vọng sẽ được gặp các bạn trong các video luyện tập tiếp theo. Let's see more practice.